Xin chào bạn, tôi là Long Chí Thanh và hiện tại thì tôi đang ở một căn villa trong Vinpearl Resort ở Phú Quốc. Đây là một căn villa vô cùng là tuyệt vời. Và hôm nay ở đây thì tôi có rất là nhiều cảm xúc và tôi sẽ chia sẻ với bạn một chút về kiếm tiền online, về affiliate marketing và đặc biệt là về Clickbank. Tôi sẽ nói sâu về khóa 90DF. Đây là một khóa học đã giúp tôi thay đổi về cái cách thức để tiếp cận khách hàng và kiếm tiền trên Clickbank. Và đây là một khóa học do một bạn trẻ tên là Tomato Hường sáng lập và hướng dẫn mọi người. Thì tôi cũng tham gia khóa học này. Trước khi tham gia khóa học này thì tôi cũng đã có một thời gian trải nghiệm về kiếm tiền online, cũng tham gia ở các cái network khác. Tuy nhiên rằng như bạn biết, ở trên online thì thu nhập của chúng ta là không giới hạn, thu nhập của chúng ta là tùy thuộc vào cái năng lực của mình. Thì nếu mà chúng ta muốn thành công sớm, muốn thành công nhanh và muốn có cuộc sống tự do về tài chính rồi đi đâu đó chẳng hạn, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải có nhiều nguồn thu nhập từ nhiều kênh khác nhau. Và mỗi kênh thì chúng ta có nhiều nguồn traffic khác nhau để chúng ta có thể tối đa hóa năng lực và tối đa hóa thu nhập. Đó, thì tôi cũng đã tham gia kiếm tiền và cũng đã tham gia ở một số network khác. Tuy nhiên rằng những cái network kia thì tôi phải bỏ thời gian rất là nhiều, hoặc là những cái nguồn thu nhập không lớn, không đều và không ổn định. Nhưng trong bản thân của tôi lại thích tạo ra một cái nguồn thu nhập thụ động thực sự. Đó, và để chúng tôi có thể đạt được cái cuộc sống tự do và như mình mong muốn, có thể đi đi đây đi đó chơi. Và vì cái mục tiêu đó thì tôi đã tìm kiếm và tôi một ngày đẹp trời tôi đã gặp được Tomato Hường và biết được bạn ấy đang có khóa học về Clickbank. Thì tôi đã tham gia mà không có một chút nghi ngờ hay không một chút ngần ngại gì cả. Và khi tôi tham gia vào khóa học 90DF thì tôi thấy rằng là bằng những cái phương pháp giảng dạy chân thực, rất đơn giản, những cái kỹ thuật phải nói thực sự là rất là basic, nhưng lại là yếu tố quyết định để chúng ta tạo nên thành công, hoặc tôi cùng với những người khác, những học viên khác tạo nên thành công trong khóa học đó. Từ khóa học này thì tôi cũng đúc rút được một cái điều quan trọng là trong Internet Marketing nói chung và Affiliate Marketing nói riêng thì không cần phải những kiến thức quá cao siêu, quá đẳng cấp, hoặc là nó ở cái level rất là khó mới có thể làm được và mới có thể kiếm tiền được. Sự thật là không phải như vậy. Nó hoàn toàn đơn giản, nó chỉ là những cái phương pháp, nó chỉ là những cái chiến thuật mà bạn hoàn toàn có thể ở ngay tại nhà mình làm theo những cái hướng dẫn được quay lại bằng video, bạn cũng hoàn toàn có thể kiếm được tiền. Tôi nói ở đây không phải để PR một cách vô lý, mà thực sự là có những cô trên 50, trên 60 tuổi đã làm được và kiếm được tiền. Có những người bận rộn như là công chức, ngày làm 8 tiếng, 12 tiếng, về nhà mệt mỏi nhưng mà mỗi ngày chỉ dành ra 30 phút đến 1 tiếng cũng có thể làm được. Hoặc có những người đang thất nghiệp, có những người đang chưa có công việc gì làm cả, đúng không ạ? Thì họ cũng bằng chiếc máy tính ngồi tại nhà hoặc ngồi ở một cái nơi nào đó có kết nối Internet thôi thì cũng có thể kiếm được tiền. Và sự thật là trong khóa học đó đã hướng dẫn và giúp đỡ được gần 100 người kiếm được tiền từ Clickbank, kiếm được tiền từ thị trường Mỹ. Và chốt lại thì tôi muốn nói với bạn rằng nếu bạn muốn bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình, nếu bạn muốn cải thiện thu nhập của mình, hoặc nếu bạn muốn có một con đường khác đi tốt hơn, sáng hơn và cảm thấy thoải mái hơn, happy hơn, thì bạn hãy tìm hiểu về Internet Marketing và đặc biệt là hãy tìm hiểu về Affiliate Marketing, vì đó là cái mô hình kinh doanh, vì đó là cái công việc khởi đầu tốt nhất, thuận lợi nhất, đơn giản nhất và dễ dàng nhất cho những người mới bắt đầu. Không quan trọng bạn có giỏi về Internet, không quan trọng bạn có am hiểu sâu về công nghệ hay không, điều đó không quan trọng. Bạn hoàn toàn có thể không biết gì về Internet, không biết gì về máy tính nhưng cũng có thể bắt đầu được, đúng không ạ? Và tôi rất là vui mừng được chia sẻ với bạn những thông tin đó. Nếu mà bạn quan tâm thì có thể liên hệ với Tomato Hường, có thể liên hệ với tôi để tôi cung cấp thêm thông tin về khóa học, để tôi cung cấp thêm thông tin về Clickbank, để bạn có thể có được những sự lựa chọn chính xác và tuyệt vời nhất. Ok, cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tôi là Long Chí Thanh.